mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bên dưới là nguyện thứ 27, phạm hạnh. Phạm nghĩa là thanh tịnh, phạm hạnh tức là hạnh thanh tịnh vô dục, đoạn chư thiên dâm dục, đều gọi là phạm thiên. Cõi trời có ba loại: trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Trời dục giới có 6 tầng, trời sắc giới có 18 tầng, trời vô sắc giới có 4 tầng, tất cả có 28 tầng trời. Đây là Đức Phật nói cho chúng ta biết về cõi trời. Trong 28 tầng trời, 6 tầng ở dưới của dục giới có dục, có tham muốn của nam nữ và ẩm thực. Phạm thiên là sơ thiền trở lên, họ tu thành thiền định, cảnh giới trong định, có thể hoàn toàn khống chế được dục vọng. Họ chưa đoạn, chỉ chế phục, nó không thể tác dụng. Ngũ dục là tài sắc, danh, thực, thủy, họ đều không còn. Cho nên chúng ta biết phạm thiên không có ngủ nghỉ, họ không cần ngủ nghỉ, họ không cần ẩm thực. Vậy dinh dưỡng, dinh dưỡng từ đâu mà có? Từ thiền định, dùng niềm vui của thiền làm thức ăn. Tóm lại mà nói là nhất tâm chuyên chủ, cũng là trong kinh Di Giáo Đức Phật nói chế tâm nhân sự, vô sự bất biện, có thể không cần ẩm thực, tinh thần luôn sung mãn, không cần ngủ nghỉ. Quý vị nói có đạo dưỡng sinh, đạo dưỡng sinh từ đâu mà có? Thiền định mới thật sự là đạo dưỡng sinh. Thân tâm phải thanh tịnh, tâm phải bình đẳng, trong tâm hoàn toàn không có ý niệm nào cả, nên không cần ẩm thực. Đạo ẩm thực, lúc tôi còn rất trẻ, theo học kinh điển với thầy Lý. Thầy Lý suốt đời ngày ăn một bữa. Thầy cũng không phải trì giới. Trì giới là không ăn quá ngọ. Thầy Lý quá ngọ vẫn ăn bình thường, nhưng chỉ ăn một bữa. Ngày chỉ ăn một bữa, đỡ mất thời gian. Ăn ngày 3 bữa phiền phức biết bao, tinh thần rất tốt. Quý vị thấy tấm hình sau cùng của thầy là chụp vào năm thầy 96 tuổi. Tướng người thầy lúc đó giống như hơn 60 tuổi vậy. Tự chăm sóc mình, không phiền đến người khác. Rửa chén, giặt áo quần đều tự làm. Ở nhà một mình. Tôi ở Đài Trung học Phật Pháp với thầy, cũng học theo phương thức sinh hoạt của thầy, cũng ngày ăn một bữa, học theo thầy. Tôi ăn đến tháng thứ 8 mới nói cho thầy biết. Tôi nói: thầy ơi, em ăn ngày một bữa suốt 8 tháng nay, thầy hỏi cảm thấy như thế nào, thân thể có gì thay đổi chăng? Tôi nói không có, rất bình thường. Thầy vỗ bàn nói: cứ duy trì mãi như thế.
suốt đời không cầu cảnh người, người đến vô cầu phẩm tự cao. Cuộc sống đơn giản, nhưng bữa cơm của tôi ăn nhiều hơn thầy. Bữa cơm của thầy lúc đó chỉ cần 2 đồng là giải quyết được. Tiền Đài Loan, lúc đó tiền Đài Loan so với tiền Mỹ, 1 đồng tiền Mỹ hơn 30 đồng tiền Đài Loan. Hay nói cách khác, phí sinh hoạt trong 1 tháng của thầy khoảng 1 đồng rưỡi tiền Mỹ là đủ. Tôi thì không được, tôi 1 ngày phải 3 đồng. Phí sinh hoạt 1 tháng của tôi phải 90 đồng, thầy chỉ cần 60 đồng. Tôi nghĩ ra một nguyên nhân. Thân thể con người là một bộ máy, ẩm thực là bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng, máy móc có máy hao dầu, có máy tiết kiệm dầu. Chúng ta thuộc loại tiết kiệm dầu. Thầy Lý còn tiết kiệm hơn tôi, rất cao minh. Thầy một chút ít là đủ, tôi cần phải nhiều hơn thầy. Cũng được, không sao, đều thuộc loại tiết kiệm dầu. Năng lượng tiêu hao dầu đâu? Tôi luôn cảm thấy phải có 95% tiêu hao vào trong vọng tưởng. Tôi đem vấn đề này trình bày với thầy, thầy nói đúng vậy. Thầy ấn chứng cho tôi, đúng như thế. Vọng niệm làm tiêu hao năng lượng rất nhiều. Vọng niệm càng ít, năng lượng tiêu hao càng ít. Nhất định theo tỷ lệ thuận, không có vọng niệm, tức không có tiêu hao, không cần ẩm thực. Điều này chứng minh bậc sơ thiền trở lên không có vọng niệm, cho nên năng lượng của họ không tiêu hao vào đây. Bởi vậy năng lượng là tập trung, vĩnh viễn không suy yếu, vĩnh viễn bất biến. Người ở cõi trời dục giới, quý vị xem tuổi thanh xuân họ không bị tàn phá, họ không già. 7 ngày trước lúc lâm chung mới có tướng suy biến. 7 ngày khi lâm chung trở về trước, họ luôn trẻ trung, không hề thay đổi, vì họ là quá sanh. Họ không phải là thai sanh mà là quá sanh. Tôi mới lãnh hội được đạo lý này. Thầy ấn chứng cho tôi là điều này không sai. Chúng ta muốn ăn ít một chút, ăn ít vẫn mạnh khỏe, đỡ mất công. Ít vọng niệm, buông bỏ tất cả những gì của thế xuất thế gian, nhất tâm niệm Phật A Di Đà, tự nhiên sẽ ít, tự nhiên tâm sẽ thanh tịnh không loạn. Điều này vô cùng quan trọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.